Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12. Hôm nay kênh Nhà đất quận 12 giới thiệu tới quý anh chị một lô đất ở phường Thạnh Xuân, quận 12. Lô đất có diện tích là 1.070 m², được chủ bán với giá là 2 tỷ 6. Đất thì nằm ở phường Thạnh Xuân, quận 12, cách quận trung tâm ủy ban hành chính quận 12 khoảng 2 km, cách trường cao đẳng điện lực, cách trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ Thạnh Xuân khoảng 1 km. Và đây là vị trí lô đất của chúng ta. Lô đất có chiều dài dọc theo đường là 29 m và chiều sâu vô là 37 m. Tổng diện tích của lô đất là 1.070 m, chủ bán với giá là 2 tỷ 6. Đất này hiện tại là quy hoạch đất cây xanh. Đất thì có sổ đỏ, có thể công chứng ngay trong ngày. Đây là vị trí mốc của lô đất, cây cột này là mốc ranh của lô đất. Chiều dài của lô đất cặp theo đường là 29 m nha. Phía trong của lô đất chúng ta có một căn nhà tôn. Xung quanh thì được trồng cao và dừa, cây thala. Phúc xin nhắc lại, lô đất này là hiện tại là quy hoạch đất cây xanh, chúng ta không có thể xây dựng được, chỉ trồng cây hoặc là mở trang trại chăn nuôi thì rất là ok. Do đất bị quy hoạch cây xanh nên giá đất tầm khoảng 2 triệu 6 một mét. Giá này là hầu như là gần bằng ở các tỉnh xa chứ không phải nằm ở quận 12. Nên quý anh chị quan tâm thì có liên hệ theo Phúc với số điện thoại trên màn hình để tới xem đất và gặp trực tiếp chủ để mình làm việc. Lô đất thì có chiều dài dọc mặt tiền dọc theo bờ sông là 29 m, cặp theo đường luôn nha quý anh chị. Hiện tại thì đất đang trồng cao và bỏ hoang nên cỏ lên rất là nhiều. Lô đất này chúng ta chỉ cần gào bao quanh khu đất và trồng cây, đào ao và thả một ít cá hoặc chăn nuôi thì rất là lý tưởng nha quý anh chị. Hiện tại lô đất là hơn 1.000 m nhưng giá chỉ có 2 tỷ 6, giá cực kỳ rẻ. Nó chỉ bằng một lô đất bình thường ở kế bên thôi, đất là dân cư. Đất dân cư ở quận 12 hiện tại bây giờ một lô 4 x 15 nó tầm khoảng 2 tỷ 7, 2 tỷ 8. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có liên hệ với em số điện thoại trên màn hình nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Em xin kết thúc video tại đây. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận thêm những thông tin và giá cả về đất và nhà ở quận 12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị.